Hay miền Tây nước lớn, đứng ngồi không cá tấp bóng nhiều rồi. Đây là cảnh giả, cái cảnh đẹp hơn cảnh thực. Cảnh giả là cảnh cái làm bên đây làm gì mà nó bọc ni lông tường đi qua bên tê luôn không Hồng? Dép. Hả? Anh quăng dép qua cho. Thôi anh quăng đi luôn. Hả? Anh quăng đi. Thôi trời nó sợ như rồi. Ê. Còn đó như cái trang á bị mục này. Mục dạ. Rồi trang mục. Gớm lắm. Tre cho mình vịn đỡ đỡ đi thôi chứ đâu có cho mình tựa vô cái tre đâu. Không phải nhưng mà cái đầu tre nó bị mục rồi phải không? Dạ là yếu á. Làm tao ớn lắm Hạnh. Mà xăm Hạnh mà xăm nín nín gớm lắm. Trời ơi hồi nớ á người ta làm nhà mệt. Ở trên đà nó còn đi qua trên đà thế. Mà của người ta từng cái đà khi mà anh dám bước qua anh còn đứng ở trên đáy xuống nữa chứ không đi coi coi ngang được không mới có 5 tuổi thôi. Cái nến làm bằng cây 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 gỗ đi về đây ở dưới nhá chỗ bà hàng lá tiến toàn là bằng cây tre thôi lấy hai cái tre ghép vô thôi hai cái tre nhỏ nhỏ ghép vô thôi là mình đi thôi chị nó có cây dừa nó còn cây dừa vậy nè cái thân dừa nó ngã qua là thì cây dừa thì nói làm chi nữa không có cây dừa có cây dừa. Dì Hạnh ngầu lắm Hồng em, không cần đợi dì Hạnh đâu. Ê dạ mà. Bột trong này có gì không? Bột trong này có gì không? Mấy cái quả mấy cái boost chỗ nữa mà có cần câu ngồi câu hay là hả?